Ấy bạn xin chào các yêu. Hôm nay tôi lại có mặt ở Chi Minh House như lời hứa các ông là tôi sẽ lắp mô hình nhá. Tôi vừa đi thuê mấy cái máy ảnh đằng sau này, để biết các ông có nhìn thấy hay không. Nhưng mà Quang ơi, mang lẩu với cả rượu ra anh em ngồi tí đã, xong rồi tí đã lắp xong. Tí hết mà. Thôi biết rượu là nhà của bạn. Đấy, đỡ ở dưới, nhắm vào chỗ đấy. Đinh à? Cho cục để lát rồi. Chuyện nào các em? Hát gà không? Dầu. Dầu. Ôi dầu lại. Dầu, uống mà anh. Không nên chết. Quang này không uống là chó nữa. Ôi dầu nhá. Đào anh nhá. Tầm trăm nhá. Tầm trăm nhá. Tầm trăm nhá. Uống này hết chứ. Đâu mày ăn không? Câu này mà mày ở xa nữa. Bảo ok nhá. Tại đấy không uống à? Đấy đấy. Thế, đi lắp mô hình có chuẩn. Đi tè hả? Mối. Cầm này. Anh Miêu ra rồi đi tè cái. Anh vòng có. Dô. Rồi anh ơi. Mới sai rồi. Hôm nay phê bình thằng Sơn Đách nha. Hay ba. Dô. Hay ba. Dô. Hay ba. Buộc. Một người ta lên lên chỉ số chung đấy. Đấy. Mà nó vẫn càng. Tăng thôi nhưng mà đéo tiến độ chính xác. Thu góc nữa đi mặt. Đi mặt. Cười như này gọi là hết rồi. Đi mặt. Rồi rồi rồi. 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 Rồi rồi lại bún gì anh cầm bóng đi bún hết gì bỏ vào ít tỷ lệ vào thôi bóng sống cái gì ấy vào nhưng bóng sống mới vào những cái vào nhất nó nhiều kiểu anh mà dê 2 nhịp ấy anh không bóng vào luôn anh kiểu anh vừa đỡ phát anh băm luôn ấy rồi là phải rơi thì nó mới vào kiểu thủ môn nhẹ thôi chết này kiểm chế lực lại anh thôi control anh đổ bay rồi anh nhà mà chết rồi bùm rồi căng này nhìn cái đáy rồi đấy nhìn được ngay không nhìn mày cho nhìn chứ không nhìn chứ anh búng mạnh lên thôi không sao đâu búng mạnh luôn đi đây đó căng không bạn căng không ôi trời ơi búng lại nhá mày đẹp tỉnh nhá em ui gặp mẹ chưa có gì uống cái bún này. Ờ. Uống đi. Nó thì uống lại. Uống hết rồi nhá. Uống hết rồi. Hồi trưa nhá. Thế đổi mẹ một cốc đi, mình so đo làm béo gì. Không, thế có phải dễ hơn không? Nhờ bạn nhỏ. Bạn nghe câu chuyện hai anh em chia đất nhau chưa? Được không? Ok nào nhá. Chưa tỉnh ngày hôm trước, đừng lâu mình rồi. Chưa tỉnh ngày hôm trước. Các bạn quá, cốc của nó đầy vậy luôn. Đổi ra Quang tươi tươi lên tí nhá. Tí Quang bấm máy rót nhiều nhiều tí. Không, một tí mình lắp mô hình nó mới vui nữa. Ui, bạn nó thế thì thôi Quang thôi đó, Quang không phải cầm lên đâu. Nhiều mà. Còn tí cây rót rồi thêm tí nữa. Ui. Rồi. Rồi. Hay ba. Yo. Hay ba. Đô. Hay ba. Ua. Hết nhá. Nhưng mà tí phát là quay mở mô hình nha. Vâng, vâng, em quay, quay. Em quay thẳng luôn á. Ừ, quay thẳng là nhau. Ngày mai quay vẫn được. Bây giờ quay nè. Bây giờ em quay tới ngày mai. Tí nữa quay nè. Thì tí nữa quay luôn. Quay luôn tối còn về à. Vâng. Vâng, tí quay tí nữa em quay luôn. Không như tí quay cho đấy. Quay. 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 Quay à. Quay à. Quay. Quay. Anh đổi tâm. Cái gì chứ video của em công hiến đó mà đâu. Tính tập. Quay đúng không? Quay. Bốn bộ con nhỏ này lắm. Tưởng hai con to này mà. Số phòng ngủ. Ngủ vật ngủ vờ ở đây. Mới sinh này bé. Mặt dỗi vậy luôn. Đi số phòng ngủ đi. Nhưng mà nó lớn lên mặt nó sẽ xấu. Em chưa ngủ. Em chưa ngủ. Bố số phòng ngủ. Số phòng ngủ đi.
Ủa điện bẻ trong cái điện máy rồi. Thằng bông anh dính nó xuống ngay trong một đi đâu? Trong xíu rồi đây. Số phòng ngủ đi. Đi. Ừ, cái số phòng ngủ đi. Bỏ cái ghế ra cho bạn ấy, đưa tay bạn ấy. Mãi bên nhau bạn nhớ. Xin lỗi các bạn nha, bọn tôi dừng nhậu hơi díu một tí. Nhưng mà không sao cả. Tôi đã hứa với cả anh em rồi là hôm nay là chúng tôi sẽ mở mô hình. Đấy. Ui, con mẹ mày ra đâu. Ủa, cái lỗ đâu vậy? Đây mới là ngược. Anh đi đâu ngồi ra sau gì? Được không? Chứ không ơi. Bây giờ lắp có tiếp không nhá? Mệt vậy này. Cô gọi lắm đó. Say quá không? Nãy uống nhiều rượu quá nên là bây giờ díu vãi lồn nên phải nhờ mấy thằng em lắp mô hình hộ. Đây lắp không? Ui. Vịt à? Con này không có dây, con này không có nét. Con này nhiều đặc. Cái buồn cười là tại vì lúc nãy ngồi uống rượu thì bọn anh ngồi lâu quá. Ông biết đây là mấy giờ rồi không? 1:30 sáng. 1:30 sáng ngồi quay vào lúc mở mô hình cho các ông xem. Nó có đáng được off the gym một tuần không? Đấy. Bây giờ còn con này này, với cả con này nữa, với cả là con cá đích ở dưới tầng nữa là xong. Thì nó dự tính rơi vào đâu đấy khoảng 1:30 không? Mỗi con cứ 30 phút. Em bảo không nóc con này à, em mở ra thùng. Gì đây? Xem hai đầu nào. Nó gãy mẹ rồi. Ôi, trông da gì thực sự nhá. Không có ba hay sao? Không ba là phải tóc thì dít anh. Đây là chùa chứ. Đẹp nhỉ? Mở tiếp nhá.
Ông thấy không? Mẹ gắn mấy cái mô hình thôi mà mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ 2 giờ sáng mẹ rồi. Mà nhìn clip thì quay nó nhanh thế thôi nha, nhưng mà lắp từng bộ phận một, từng thứ linh tinh của nó, xong rồi vần từng cái hộp của nó ra, mệt vãi cả đái ra ấy. Nốt con này còn một con nữa là xong rồi đấy. Bây giờ là nó là 3 giờ sáng thì lắp mãi, bây giờ mới đến con cuối cùng rồi. Con cuối cùng là con đặc biệt nhất, tôi sẽ bật mí cho không sau một ít giây nữa. Kia ôi mẹ mày vãi cả lố chứ. Đấy, nó đéo nặng lắm đâu, nó bị kẹt mà. Bên nhiều ơi, anh bê được không ơi? Hay là anh bê? Không. Cháu bê được. Nói cho nó sẽ xong. Bê được rồi. Cô mẹ mày nó nặng thế nhỉ? Thế điểm đâu. Một chắc thôi, từ từ với nhau. Giờ đặt cái chân nữa, nó cũng phải chuẩn nữa này. Đặt cái nó quỳnh đấy. Chưa được, chưa được. Là anh chưa ơi? Là. Rồi, đưa, đưa, đưa. Ủa, ui, 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 nào hay không là do người nhé. Có một cái không thì mình cũng lấy được mà, cũng lấy ra được hết. Một cuối cùng anh ơi. Tò mò mặt nó sẽ như nào nhỉ? Đấy. Rồi. Chuẩn. Nhớ mà. Đây mặt nó đây. Ui. Ui. Cái chuối cũng được. Sốc đêm. Mặt nó có to hơn cả mặt tôi không ạ? Dã man thực sự. Cắt tên. Cái kia của nó là cái gì đấy? Cái lửa chị ạ. Chấm đằng sau. Ủa, to nhất rồi. Ui, chất thôi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trong chuyện là đầu to hơn người mà. Ủa, trông được với anh nhờ. Còn cái này tốt chất rồi anh nhờ. Đây cái cây mà có phải lửa kéo đâu. Đây, cái cây chắc là để trang trí. Đằng sau này ạ. Đây là sau. Cái lửa là cái lửa. Từng có cái lửa. Em biết đâu. Hết rồi. Gì không nhỉ? Hết rồi. Cái còn điện, có lửa này. Còn điện. Ổ điện đâu? Tắt hết. Đèn trần luôn. Bật đâu rồi? Sao kim đế, kim đế. Đang cắm đâu? Đằng trước này vẫn còn cái chữ gì nữa này. Kim đế, có một cái biển ra, con ma. Ôi. Ôi. Con biển anh ơi. Con biển, từ từ, thiếu cái biển ở đâu ấy? Cái biển. Đây là con mô hình tôi ưng nhất cái đợt đặt này về đấy. Không thấy được không? Thế nhá, bây giờ tôi kết thúc clip ở đây nhá. Trong hôm khác mô hình về tôi lại quay tiếp cho các ông nhá.